Chào anh chị, chào tất cả các bác Chào tất cả mọi người Hôm nay em Có chụp mấy cái cây 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 cây, 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 cây Lan kiếm Và đây nó Có những cái dấu hiệu Sần và láng Đây Thế em sẽ nói về cái lá láng trước Anh chị nhé Lá láng thì đây Như cái này nó là lá láng này Cái này nó cũng là lá láng luôn đây cũng là lá láng luôn anh chị nhé đây thì uh, em sẽ nói về cái lá láng này cái lá láng đây anh chị nhìn cái cái vết ngang ngang đấy đúng không ạ như kiểu là sần vậy đúng không đấy nó nhăn 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 kiểu là sần nhưng thực ra thì bản chất cái cây láng thì nó rất là nhiều cây mà trên đầu lá là nó có những cái 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 cái, cái vết như thế này thì là điều khó tránh khỏi bởi vì cái cây cái cây lá láng ấy, thì cây nào nó cũng sẽ có những cái đoạn như thế này tỷ lệ rất là cao bởi vì nó những cái mầm tơ ấy khi mà nó lớn nhanh quá thì nó sẽ bị nhăn như thế này. Nhưng tỷ lệ thì nó hay rơi vào cây huế và cái cây bị hoàng. còn trí thì ít khi nó bị nhăn ở đầu đầu lá như vậy. Như cái lá này cũng là lá lá láng này. anh chị nhìn nó kiểu đốt 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 sật 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 lên này. Đây này, những cái gân gân ngang nó nổi lên này. Đấy. Thì cái lá này thì nó cũng là lá láng thôi nhưng cái là khi mà cây nó phát triển quá nhanh ấy mà cái, cái lá nó dài không kịp ấy, còn cái củ nó tốc độ nó phải gì đẩy nhanh, thì bản thân cái lá thì nó sẽ bị như này, nó sẽ rụt 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 vào như này. thì đấy là về chủ yếu trên những cái, cái, cái cây lá dài thôi chứ còn cái cây phan trí thì em gặp rất ít, gần như không có. chủ yếu là những cái cây mà lá dài. Ờ, còn những cái cây lá ngắn thì ít khi gặp hơn. kể cả, cả phan trí mà anh chị nuôi mát cũng sẽ rất là dễ gặp cái trường hợp này, bởi vì cây mát, ấy, cây nuôi mát thì thường lá nó dài. Cái củ phát triển lá nó dài đâu mà nó củ lớn nó non lớn tốc độ phát triển nhanh ấy thì nó sẽ lên những cái trường hợp như này. Thì nó vẫn là, là lá láng thôi anh chị nhá. Lá láng, về cơ bản là anh chị nhìn cái mặt lá láng ấy thì đây như cái cây này ở mặt mặt đằng sau nó rất là mịn này. Đây này. Ngoài ngoài những cái vết đấy ra thì nó rất là mịn. Hoặc như cái lá láng bên này thế thôi. Cái lá láng đây anh chị nhìn những cái điểm ở dưới này. Nó rất là mịn đúng không ạ? Điểm bên cạnh nó cũng rất là mịn này. Nó sọc mịn nhưng đương nhiên là Cây nào mà nuôi khô thì nó sẽ không được ấy đâu Đây này, anh chị nhìn mà sau nó cũng bị này Cây nào nuôi khô ấy thì thì nó mới có dấu hiệu bị sần Thì trong nó có một cái chụp, một cái chụp được cái là dấu hiệu khô bị sần Nhưng còn những cái cây như này lá nó vẫn láng, điểm này vẫn láng hết Và đằng sau này vẫn là lá láng Thì có nghĩa là cây con nó lên là lá láng hay là cây mẹ là lá láng thì nó chỉ bị một góc một tí như này ấy, thì nó chỉ là bị đuôi lá cái trường hợp đấy rất là nhiều Ngoài ra thì cái việc lá láng nó còn rơi vào những cái vị trí như này Anh chị nhìn những cái vết đấy ạ Vết đen rất là nhiều Và bị lõm lồi lõm như là cây sần vậy nhưng không phải thế Trên cái láng nó cũng có những cái dấu hiệu dạng như kiểu cây sần này Nhưng cái này thì nó không phải là sần Và nó sẽ để con ra thì nó sẽ bị sẽ được láng như này Còn đây là nó sẽ nó là bị bệnh và bị nhiễm khuẩn Xong rồi là nó ăn từ bộ gốc lên Tất cả những cái vị trí như này thì em nghĩ là chủ yếu là do do là lúc mới trồng hoặc là do giá thể bị nhiễm vi khuẩn ví dụ như cái lá đây anh chị đang xem đây là cái phan chia lá láng thì bản thân những cái đốm nó quá nhiều như này đấy đúng không ạ? anh chị nhìn như này nó quá quá nhiều những cái đốm đen thì anh chị nghĩ là nó sẽ là cây phan chí sần hoặc là từ láng chuyển thành sần nhưng ngoài thế cái này là do nó bị nhiều năm rồi nên là em uh, không dám bán mấy cái cây này nó là trí láng ấy nhưng mà cái là nó bị nhiều năm bị thâm niên nhiều năm nó cứ trôi từ năm này qua năm khác rồi là nó đều bị có những cái đốm như thế đây chị nhìn cái lá thân già của nó đây này nó cũng đốm này ấy nó cứ đốm thôi nhưng bản thân của nó vẫn là một cây trí láng và lá nó vẫn láng bình thường đây anh chị nhìn này cùng trên một cái lá đấy <laughs> đây cổ mẹ của nó trước này anh chị nhìn cái cổ mẹ đây không ạ đấy lá của nó vẫn đốm rất là nhiều và sần gần gần như anh chị có thể uh, gọi là sần đấy nhưng mà thực ra cây này nó bản chất nó là cây láng và nó vẫn đang là cây láng chứ nó không phải là cây sần đây thì cây trí đây anh chị nhìn cái phần lá trên này của nó vẫn là xanh mịn tít đúng không ạ nó vẫn là mịn không có ảnh hưởng một cái gì cả nhưng cái chỗ này là vị trí này những cái vị trí nó bị đúng còn để nói phân tích về bệnh tật ấy, thì nhiều khi cũng rất là khó Bởi vì em không phải là chuyên môn Còn những cái vết chấm như này Đây Những cái này uh, Nó sinh ra Và theo cái kinh nghiệm của em thì nó do bị ảnh hưởng bởi là Bộ rễ và giá thể Là chủ yếu Chứ còn uh, mọi người thì cũng có rất là nhiều người nói là bị uh, Kiến đốt rồi côn trùng cắn rồi thì uh, Nước tiểu của cái bọn hay là phân của cái bọn mà cuốn chiếu hay các thứ đây là, là bọn côn trùng ở trong cái giá thể có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau và nhiều ý kiến uh, khác nhau uh, nôm na như vậy thì cái cây lá láng này thì em vẫn nói rằng là nó là lá láng nhưng cái là nó bị đốm này thế này thôi anh chị nhá nó bị đốm như này thôi nhưng nó vẫn gọi là lá láng bởi bản thân nó ra nó lá nó láng như này này anh chị nhìn cái phần đuôi lá này vẫn láng này và cây con nó nảy ra là vẫn nó vẫn là lá láng Chứ không phải là lá sân Đấy anh chị nhìn này Cái lá này của nó với lá mẹ của nó đều là lá láng nhưng nó vẫn bị cái đốm đen này Nó bị đốm đen này thôi ờ, Kinh nghiệm của em thì là cứ thay giá thể liên tục ờ, Nếu như mà tránh ốc thì cứ thay giá thể Và đốm lá này Cũng là do vi khuẩn Vi khuẩn thì dùng phi san khử trùng sát khuẩn thì nói về là láng còn một cái láng bình thường mà láng cái bị tít thì không cần nói gì đúng không ạ còn đây là những cái trường hợp mà là lá là, là láng nhưng có nghĩa là trông nó hơi có vẻ là sần đấy thì mọi người nên lưu ý cái việc mà nó bị bệnh như này ấy, thì theo em cứ thay giá thể thôi đừng đừng suy nghĩ quá nhiều hoặc là sử dụng phân bón mà quá liều hoặc là so với những cái mà mình không biết mình sử dụng phân bón nhiều quá ấy. thì tự nhiên là cái bản thân cái cái, cái, cái cây nó nó đang bị bệnh nó đã rất yếu rồi thì nó lại bị mình kiểu mình dùng quá thuốc hoặc quá liều hoặc gì đấy có nghĩa là mình dùng quá quá nhiều thuốc ấy, thì tự nhiên cây nó sẽ bị kém anh chị nhé cứ thay giá thể và cắt trụ dễ đi khử trùng cái bộ dễ ấy luôn khử trùng giá thể mới luôn khử trùng thì cứ em thấy là cứ cái gì phải khử trùng thôi bengala fisan nước vội được hoặc là cắt tách ra xong thì cứ để khô anh chị nên để khô cái cây và đừng bao giờ để cái cây nó bẩn hoặc Đừng bao giờ để cái cây nó ẩm Cứ để khô cái vết cắt đấy Nhiều anh chị cứ bảo em tại sao không bôi keo thì Em cũng nói rằng là bôi keo Cũng được, chẳng bôi keo cũng được, chẳng sao Quan trọng là phải giữ là cho cái vết đấy nó sạch Vết cắt đấy nó sạch, vết khuẩn Để cho nó không bị nhiễm khuẩn Tiếp theo là em nói về vấn đề sần Sần thì nó có Các thể loại sần khác nhau trên đời Nhưng mà nó có một cái đặc điểm chung Thì đây, cái hình này là em vừa copy trên mạng được Chứ nó không không phải kênh em Vừa copy trên mạng các bác nhé Nếu mà Lấy phải hình của bác nào thì em xin lỗi à, Vì uh, em cũng search ở trên G thôi Xong em tìm thì là em thấy cái hình này Thì đây là một cái hình uh, Ở cây Bị sần, anh chị nhìn thấy cái nốt vàng này Nốt vàng Nốt vàng, đây Anh chị nhìn này Những cái mầm nó có nốt vàng ấy, vàng xanh loang loang đúng không ạ, không đều Và bản thân nó thì là anh chị nhìn như 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 này là anh chị biết rồi. cái này nó là cái sần này. chắc chắn là mặc định là như vậy. Thì cái cây sần này thì em cũng nói nhanh luôn. Là cái cây mầm cây cây mà nó loang loang này chắc chắn nó sần rồi. Hoặc là thiếu nước. Đấy. Nhưng cái sần thì nó sẽ có nhiều kiểu chiều nhiều kiểu sần. Khi mà nuôi lớn lên đây, anh chị nhìn nó sần nhẹ này. Cái này gọi là cây sần nhẹ anh chị nhé Sần nhẹ thì lá già mầm non thì thì nó sẽ như cái mầm vừa rồi ấy. Nhưng lá già của nó sẽ xanh lên như thế này Nhưng chỉ sần nhẹ thôi Nó chỉ hơi lõm xuống một tí thôi Nhưng mà nó vẫn có, có những cái chấm vàng này Cứ những cái chấm vàng tròn này thì là sần Và thực ra thì cái việc sần này thì khi mà mình nuôi mát Cho nhiều phân thì lá nó xanh lên như thế này rất, Vẫn rất là đẹp Nhìn nó không khác lắm thì so với cây lá láng à Đây là một cái cây trí sần Anh chị thấy không ạ Khi cây, cây nó già cây này Mới này bao giờ nó sẽ có thôi Nhưng khi già cây đi chăng nữa này Anh chị nhìn nó vẫn có này đây, nó vẫn có những cái vết vàng đốm vàng thôi Nhưng đây là sần đẹp rồi Có những cây loang to kinh ngóc Những cây loang to thì chủ yếu là Do uh, Khô Khô và ít phân bón Còn anh chị muốn nó mà Loang nhỏ và xanh như này ấy, Cứ nuôi mát một chút Mát hơn cây bình thường Cho ăn nhiều phân bón qua lá qua gốc Và thay nhớ là Xử lý cái giá thể cho nó tốt Giá thể thì cứ dùng một loại giá thể cho anh chị nhé dùng một loại uh, là vỏ thông hoặc là uh, bột dừa hoặc là đại loại cứ cứ một dạng loại giá thể thôi mình trồng mình chăm sóc một tưới bón nó sẽ dễ có người người ta trồng phân dê không một trăm luôn một trăm trăm dê vẫn được chả sao anh chị nhé thì cái lá sần này thì nó là có những cái điểm loang màu vàng anh chị ạ nó có điểm loang này và nó nhiều chứ còn nếu như mà chỉ có ít thôi, vài chấm vài chấm ý, thì nó không phải là sần nó vẫn là láng nó cũng như là cái cây láng vừa rồi em nói đấy thì anh chị cân nhắc đây này nếu chỉ có vài chấm như thế này thì không không ăn ăn nhầm cái gì cả không ăn nhầm gì hết đây đây là chấm quá quá nhiều đấy các bác nhé đây này. đây này, đây là chấm quá nhiều rồi còn về cơ bản nó cứ mịn như cái đoạn này là được ấy thì cây nào cũng thế thôi các bác thấy không ạ? nó sần nhẹ nhưng mà đây chụp như này thì các bác sẽ nhìn nhìn thấy được là là nó 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 ấy nó có lỡ đốm vàng như này khi mình sờ vào thì nó vẫn sẽ hơi lồi lõm như cái ổ gà ấy. Đấy, bản thân cái cây này cũng thế nhưng mà cái là nó là cái dạng sần nhẹ này thì vẫn rất là đẹp nhưng mà những cái dạng sần nhẹ này nhá các bác lưu ý này dạng sần nhẹ này khi mà nó nảy mầm lên là nó cũng bị đốm như cái thằng đầu đầu tiên ấy đây này nó bị đốm như này này đốm đốm này nhưng mà khi mà các nuôi mát và nuôi ít nắng cho nhiều phân thì lá già của nó sẽ xanh nhưng này mầm lên thì nó mình sẽ nhìn thấy ngay cái sần nó thì cái đấy đều chắc chắn là sẽ có à, chúc các bác trong cây để cho nó không bị sần à, với một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của em đó chính là trồng hơi ẩm và hơi mát một tí thì sẽ đỡ sần còn cái việc mà lên sần này nếu từ cái láng ra cái sần ấy thì là cứ à, các bác cứ lưu ý cái việc là vết cắt ấy, khử trùng dao cắt dụng cụ bằng phisan hoặc bằng cồn hoặc bằng cái gì đấy tùy tùy các bác, đó là khử trùng. mấy con lạc được. Những cái này vật dụng này nó rất dễ có người khử trùng lửa. Mỗi mỗi người khử khử trùng một cách khác nhau hoặc bằng vôi. Nước vôi. Thì tùy các bác thôi, có có cái nào thì mình dùng cái đó. Cứ đơn giản dùng thôi các bác nhé Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác vào những video sau. Ờ, em sẽ có những cái kinh nghiệm nào thì em sẽ nói thêm sau vào những video khác. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.